Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Credit Coin nhận 1.000 token CC Coin nha các bạn. Thì dự án này đang hiện tại thì nó chuẩn bị là bán chương trình AEO trên sàn La Token nhé. Nó chuẩn bị bán thôi. Mình kiểm tra trên La Token thì hiện nó chưa bán nhé. Nó là nó chuẩn bị bán ICO, chương trình bán hàng ICO trên sàn La Token. Nhưng trên channel trên của sàn là trên channel của sàn La Token thì nó đã thông báo cái dự án này rồi, cho nên các bạn yên tâm làm nhé. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn La Token nhé, cũng như tương tự như các dự án từ sàn La Token trước đây thôi. Các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn La Token, sau đó các bạn tiến hành KYC. Các bạn KYC thì các bạn mới nhận được token nhé. Thì cái link hướng dẫn đăng ký và KYC của từ sàn La Token này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn xem các bạn đăng ký nhé. Thì sau khi các bạn đã có tài khoản trên sàn La Token rồi và KYC rồi thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả, các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Đợi mình tí nhé. Thì sau khi các bạn mở con bot ra thì các bạn ấn vào nút start để chấp với bot. Thì những dự án nào trên từ sàn La Token thì nó đều chung một con bot hết nha các bạn. Thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì chúng ta tiến hành làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì các bạn ấn vào nút join và follow us này. Thì ở nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được là 120 con. Sau đó thì nó tiến hành mở ra cái nhiệm vụ là join Telegram. Thì các bạn ấn vào nút join Telegram. Bạn nào mà tài khoản mới mà chưa tham gia các unwrap từ sàn La Token á, thì hình như là bước đầu tiên yêu cầu các bạn là điền lại email từ sàn La Token. Thì các bạn điền lại email mà các bạn đã đăng ký trên sàn La Token nhé. Sau đó các bạn ấn nút vào tiếp bot gì đó ở phần ở dưới đây bên đây này. Còn bạn nào mà đã trước đây thì đã có sàn La Token và tham gia vào các dự án trước đây của sàn La Token rồi thì nó không yêu cầu chúng ta điền lại email đâu, mà chúng ta làm luôn nhé. Tiếp theo thì các bạn ấn nút join AirDrop, join Telegram. Chúng ta tiến hành join vào kênh của dự án CCCoin. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot, các bạn ấn vào nút it don't check it. Tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta ấn vào nút follow Facebook. Chúng ta ấn vào Facebook. Trên Facebook thì các bạn tiến hành like và theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn ấn vào nút it don't check it. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là join vào kênh Telegram của sàn La Token. Chúng ta ấn vào join Telegram. Thì ở đây thì trước đây thì mình đã join rồi. Thì bạn nào chưa join thì join nhé. Thì bạn nào mà tham gia các dự án từ sàn La Token trước đây thì chắc chắn cũng đã join hết rồi. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn ấn vào nút it don't check it. Nhiệm vụ tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là follow kênh mạng xã hội Instagram của sàn La Token. Chúng ta ấn vào đây. Follow La Token Instagram này. Thì chắc là trên Instagram thì chúng ta cũng đã theo dõi rồi. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nhé. Các bạn nút vào nút follow trên mạng xã hội Instagram của sàn La Token nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn ấn vào nút it don't check it. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ chỉ như đó thôi. Thì hiện tại thì các dự án từ sàn La Token thì nó bỏ cái nhiệm vụ câu hỏi rồi, cho nên rất là dễ nha các bạn. Thì tiếp theo thì các bạn có thể ấn vào phần My Balance để check số token mà chúng ta kiếm được nhé. Thì các bạn sẽ thấy luôn là 120 coin ở đây. Thì tiếp theo thì các bạn để lấy link red thì các bạn ấn vào invest brand này. Các bạn ấn vào phần invest brand để lấy link red đi tiến thêm bàn bì để nhận thêm token nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái link red cho các bạn. Đây là link red của các bạn này.
các bạn lấy link red đi tiến thêm bạn bè, thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được là 530 CC coin nhé. Thì nó cũng lưu ý cho các bạn luôn này, các bạn phải hoàn thành KYC nhé, thì các bạn mới và join các group và join vào các kênh mạng xã hội của sàn là token và dự án thì các bạn mới nhận được token từ Android nhé. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận là 120 token CC coin từ dự án CC coin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.